về bạn của Tiền Tăng. Xin chào. Xin chào. Ốc đá, em đói bụng quá. Ốc đá nấu cho em ăn cái gì nha? Trời ơi, thôi thôi, tôi sợ ho. Thấy gì không? Da gà, da vịt á. Hiểu chị nói gì không? Cách chào của hai bạn cũng rất là trịnh trọng nha. Rồi cúi người xuống chào như vậy. Còn Việt Nam mình thì sao nè? Dạ, chào cô, chào chú, chào bác, chào anh, chào chị, chào ba, chồng, mẹ, chào em. Lập lập. Bình tĩnh lại. Những cái gì mà đen đen mà nó được chùm ở trong một cái lồng kính, nó thường nguy hiểm. Ghê rợn, đáng sợ. Có gì nguy hiểm à? Trời ơi, anh không sợ gì hết. Thắng dương bổ thận, tăng cường sức khỏe. Dùng lắc thì không cần, ăn ới thì phải cần. Anh nghĩ là đàn ông, anh không phải. Ê, cái gì vậy trời? Bắt đầu. Xin mời. Ủa? Xin mời. Ủa? 60 phút à? À, 60 phút thì có thể thay đổi thế giới luôn. Bạn Huy Đạt sẽ phải lưu ý cái việc đó. Em hỗ trợ tinh thần thôi, không biết chơi trên. Cảm thấy lo cho ban giám khảo. Anh ơi, em lấy anh ơi, em lấy anh. Lửa nhỏ, ba. Cháy dữ rồi kìa. Trời ơi, cháy nhà, ba. Cái lửa lớn quá. Cùng đón xem Lập Gia Tùy Tục vào thứ hai hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube TV Hub.